Ôi chạy chạy ông ơi, chạy chạy, ông chơi thiệt, ông chơi thiệt. Thôi thôi vô đi, vô đi. Em mười vậy coi. Em kính chào quý khán giả và quý nhà hảo tâm. Thì hôm nay em qua đây là mục đích là có gửi cho ông một cái phần quà từ cô chú Mạnh Thường Quân bên tiểu ban Florida, nhằm hồi hướng cho cụ bà Vũ Nguyễn Liên Hương, pháp danh Diệu Phượng ha. Thì viết quà là chị nhớ là 5.500.000 ha. Thì sau clip này thì mình sẽ cho quý vị khán giả được xem ha. Quý khán giả nhớ đón theo dõi nha. Thì hôm nay mình qua đây để mình thăm ông, và mục đích cũng có gửi món quà nhỏ nhỏ cho ông nữa ha. Rồi, rồi sáng giờ ông làm gì hả? Đâu có làm gì, nấu cơm cho nhỏ ăn rồi đi mặn rồi. Bữa nào ông nấu cơm hả? Bữa nào cũng nấu cơm đó. Vậy cho năm mươi nó ở nhà thì nó nấu được bữa với hai, còn đi mặn tối ngày hoài. Dạ. Mới đi anh đi 11 giờ. Mới đi hả? 1 giờ đi rồi. 1 giờ đi, mới đi lâu chưa? Đi hồi trước 10 phút. Trước 10 phút à, mới đi 10 phút. Dẫn lên nhà thăm bà coi, không ngày đi hoài mà chưa có thăm bà. Để hỏi bà một tí coi. Trời ơi bà ơi, bà làm gì vậy bà? Nằm nghỉ hả? Ông vô ngồi kế bà coi. Hôm nay mình hâm nóng tình yêu rồi coi. Trời ơi lâu ngồi vậy coi. Ngồi vậy coi. Em ngồi vậy coi. Đâu ông kêu thức em ngồi vậy coi. Em ngồi vậy coi. Ngồi sát được coi. Ông ngồi kế bà đi. Ông ngồi gì chung với bà. Trời ơi. Rồi bà thấy ông kêu bà bằng em, bà thấy cảm xúc như thế nào bà? Vui không? Bà vui không? Trời ơi. Trời ơi. Mà con nói thiệt nè, từ cấp giờ bà có hung ông lần nào chưa? Hả? Bà có hung ông lần nào không? Mà gì thì đã như thằng bà nói nhỏ bà không nghe. Dạ. Với thằng bà bị trời ơi sao mà tóc rồi mà dính cái áo tùm lum hết rồi bà. Bà giờ bà lãng quá hả? Lãng hả? Bà lãng bà đi khơ hoài. Dạ. Thôi thì bà cũng lớn tuổi rồi. Đâu ông hung bà cái thứ có bà vui không ông? Hung ơi. Hung bà thứ cái coi bà vui không? Hung ơi đi. Hung cái đi. Dạ hung ơi. Hung coi. Bà cảm giác thế nào bà? Vui không? Hỏi bà vui không? Bà vui không? Thì sao không vui? Được chồng hung mà không vui. Dạ thì từ lúc giờ con qua đây là cũng nhiều ha. Con cũng có cho quà ông nhiều. Hôm nay cho quà bà ha. Bà bà ơi, cho quà cho bà vui ha. Mà không được rồi thôi bây giờ nè, hỏi ông coi bây giờ ông không nói chuyện nha, để bà nè con gửi quà của em Trúc ở Cần Thơ cho bà nè. Này nhiêu tiền con biết không? Bà đâu biết. Nhiêu tiền lên biết không? Nhiêu tiền bà? Cháu nhiêu tiền? 600. 600.000 không tao. Đây là 600.000 đó bà. Phải không? Rồi số tiền 600.000 này bà mua gì? Mua gì để sống từ từ. Ý là không mua gì để hậu thân cho mình sống từ từ ha. Trời ơi im à. Dạ trời ơi nhiêu đây 600.000 ha. Bà ơi một nhiêu đó là có 75.000 thôi ha. Nhiều ha.
Nhiều cảm ơn nha. Cảm ơn. Bây giờ bà muốn quà nữa không? Muốn không? Bà hỏi bà muốn gà nữa không? Quà nữa không? Bà muốn có quà nữa không? Muốn không? Rồi ở đây bà đợi con chút, con sẽ hồ biến cho bà có thêm quà nữa ha. Rồi với ông ngồi đây nha, để con ra lấy quà để gửi cho bà tiếp. Rồi cho bà vui ha. Rồi. Dạ thì đây là mình tiếp tục cho quà cho bà, để coi bà biết cái gì không ha quý vị khán giả, bà vui không nha. Đây là cũng phần quà của em Trúc nữa. Em Trúc ở Cần Thơ gửi tiếp cho bà là này cái gì bà? Cái này cái gì? Hộp gì bà biết không? Bà biết không? Trời ơi, nhiều dữ à. Ồ, nhiều dữ à. Mà cái này cái gì? Mà cái này cái gì? Đá có trong này. Nước đá có này, mà cái này kêu bằng cái gì? Tôi biết không có. Mà cái này kêu bằng cái gì bà? Bà ơi, cái này kêu bằng cái gì? Cái gì này? Cái này tiền hả? Ồ, tiền nặng dữ, cái này vàng đó. Cái này là vàng. Dạ, cái này là 2kg lô vàng. Ha. Trời ơi, vậy ông cắt vàng đi không? Cắt trong tủ sắt đi. Ồ, đó vàng đó. Bà vui không? Bà có cổ hô thăng là nó vàng đó. Cái gì? Ông nói bà cái gì à? Ông nói nhỏ bà gì à? Ông cảm ơn. Ờ, là vàng đó nha bà. Rồi cháu nói vàng, phải vàng không? Phải không? Phải không? Phải hả? Ồ, vàng này vàng đỏ. Rồi thì cũng đây là cũng một phần quà của em Trúc là 10 hộp cá mòi là 125.000. Ha. Rồi dưới 75.000 hôm nay con gỡ bà nữa đó. Đây là tổng cộng là 200.000. Đây là phần quà của em Trúc. Cảm ơn lòng ta. Cảm ơn. À, thôi được không vậy, được rồi thì hôm nay mình cũng qua đây nhắc cho quý vị khán giả dễ biết ha. Thì hoàn cảnh của U90 là ông 90, bà là 86. Ông và bà là có 9 người con đúng không? Dạ, 9 người con. 9 người con, nhưng mà có ai khá giàu gì không? Cũng có một hai đứa cũng có một hai còn nhiều thì dân mà mướn không à? Dân mà mướn không ha. Rồi ông á là có người con thứ hai là qua đời. Mắc qua đời. Rồi có một người con nữa là bị xích chân, là bị tâm thần nặng ha. Còn có một người con nữa là bị hơi khờ. Dạ thì hôm nay con qua thăm ông thì cũng trao quà của em Trúc, và con cũng báo cho ông một cái tin vui là cái điều ước của ông á là chuẩn bị thành hiện thực ha. Dưới cái số tiền là 5 triệu gửi ha. 5 triệu gửi. Và cái điều ước của ông là đã thành hiện thực, là số tiền là 5 triệu gửi, nhằm cô và chú bên tiểu bang Florida gửi số tiền này với là nhằm mục đích là hồi hướng cho một cái cô kia chẳng ai qua đời đó ha. Thì con lại đây con cũng làm cho quay cho quý khán giả gần xa được hiểu hơn ha, và quý nhà hảo tâm và quý khán giả hiểu hơn về hoàn cảnh của ông. Thì hôm nay con qua đây ha, thì con muốn thực hành là thực hiện chứ một cái ước mơ của ông, rồi ông cảm thấy thế nào? Dạ thì có thì cũng làm thử là vui ha. Là vui rồi. Dạ, vui có rồi. Mà điều cái vấn đề dần thiết thì cũng đồng ý được rồi. Dạ là ok, vậy là ok ha. Với lỗ ok mà ông nói là sợ thiếu tiền phải không? Sợ thiếu tiền, ông không có tiền gì bù vô. Mà ông yên tâm một điều ha, là con đã sắp xếp rồi, nó tròn trẻ trong cái khoản tiền là 5 triệu gửi đó ha. Thì cái clip này tới đây thì cũng vậy, quý vị khán giả đã qua, là cái clip này chủ yếu là báo cho ông một cái tin mừng ha, và cũng chuyển lời của cô và chú bên tiểu bang Florida là cái clip này là nhằm hồi hướng cho một người quá cố ha. Thì tới đây thôi quý vị khán giả, thì qua đây nhiêu đây, và cái clip này cũng cảm ơn em Trúc ở Cần Thơ, và cảm ơn cô và chú bên tiểu bang Florida. Và từ giờ quý vị khán giả xem thì cũng hiểu phần nào, thì sẵn đây luôn thì em sẽ ra thăm anh Cường
anh Chính Cường là con người thứ 9 của ông đây. Thì thử coi hôm nay chờ đổ mưa rất nhiều thì mát mẻ, không biết hôm nay anh có lên cơn không, thì mời quý vị khán giả đón theo dõi nha. Ngày hôm qua chú có vô đó không? Có dạ, chữ đó. Con quá trời luôn hả? Chữ con quá trời luôn chữ hôm qua tới chiều. Dạ chữ chiều có còn chữ nào? Còn tới chiều luôn. Chữ có chiều luôn, tới chiều rồi, thằng là thứ 8. Dạ bây giờ lên 5 giờ. Dạ còn bung sùm nó mới đem vô ăn cơm êm. Đem cơm vô êm, đem cơm vô là không chữ. Dạ chắc độ đó bụng chữ á. Qua ngày qua tôi giờ cũng lên vô đồ ăn cho nó ra không. Dạ làm một hộp cái mồi rồi. Dạ. Ấy mấy cá đó. Dạ đổ chung vô kho. Dạ kho lại cái rồi mới múc cho nó mở. Dạ ừ. Dạ. Cho nó ăn. Dạ mẹ thằng thứ 8 nó đem không à. Dạ chứ tôi thì đâu có đi rỗng như nó. Dạ ừ. Sợ nó là bác tử rồi không biết mình sao yếu không. Mình già yếu rồi. Ừ. Ừ. Sợ phải không? Không dám luôn. Dạ không dám. À. Bị mấy lần, hai lần. Bị hai lần sợ. Hai lần sợ. Ừ. Nó làm tôi té với chị chú với đất đó. Dạ. Trên đó mà nó làm hai lần. Sợ. Hai lần tôi sợ thì. Dạ. Rồi đấy con hỏi bà nè. Bà ơi, bà biết người con thứ 9 của bà không? Biết cái nào không? Ờ anh đó giờ anh làm gì? Không ăn gì để bằng mướn bằng thế vậy. Không phải đâu. Anh người như con thứ 9 của bà ha. À, thôi quý vị khán giả thì mình cũng nhắc là nó quý vị khán giả để nói cho quý vị khán giả nói nhiều khi bà buồn, quý vị khán giả là người con thứ 9 là Chính Cường. Không may bị xích chân. Bà biết người con thứ 9 bà tên gì không? Không biết. Anh Chính Cường á. À, biết không? Biết. Rồi người con thứ 10 bà tên gì? Hả? Tú. Tú. À nhớ rồi ha. Dạ. Nói tên thì bà biết. Nói tên là biết. Ừ, còn mẹ không nói. Thì là không biết, nói nhớ không? Bà biết là anh Chính Cường là có mấy người con không? Biết không? Không biết, không có đếm đâu. Không có đếm hả? Ừ, sao quá. Mà bà tổng cộng mấy người con? Không tính đó. À, không tính tới đó không? Mấy đứa. À, bà là lẫn lâu chưa ông? Lâu chưa? 2 năm. Dạ, 2 năm. Bà tiêu tiểu không biết kêu luôn không? À, dạ, có khi bà nói. Dạ, bởi vì con là đây khai quá trời luôn. Bởi vậy, bà nói với dáng này đó, ông chú lỡ với bà nói với... Nói sao? Bà nói sao cho anh ta nghe? Hai người chung với nhau được rồi. Ồ, giờ hai người chung nhau. Bà nói từ cấp cho ông chưa hung bà lần nào phải không? Ừ. Mà sao tự nhiên lần này hung phải không? Phải không? Bà thấy vui không? Vui không? Vui. Dạ, vui gì được không? Trời ơi, vui gì lấy gì được không? Rồi. Ừ, hồi đó thì không có luôn. Mà sao tự nhiên lần này có cái... thằng cháu này lợi cái quay YouTube cái ống hung mình ha, kỳ ha. Dạ với bà vui hả bà? Dạ cháu chào bà. Dạ thì tiếp tục em qua thăm anh Chính Cường hả quý vị khán giả. Thì mấy hôm nay trời cũng mát mẻ rồi, không biết anh Chính Cường có bình thường không quý vị khán giả. Cái gì anh Chính Cường, bữa nay anh khỏe chưa? Tội anh làm gì ghê với Chính Cường? Trời mấy bữa nay chờ hết mưa mà anh cũng còn quậy đó Chính Cường. Rồi thôi em về quý vị khán giả ơi. Thì qua đây tới giờ mà anh cũng vẫn còn lên cơn rồi. Dạ. Sợ sớm người ta la làng đó chứ. Không sợ quen không? Rồi anh Chính Cường. Trời ơi, sao anh chửi em? Anh có khát nước không? Trời ơi, trời. Kiếm ăn gì anh? Ăn gì?
Ăn cái mặt em sao ăn được anh? Ăn cá ăn thịt chứ sao ăn cái mặt rồi anh? Em vô anh làm gì em? Làm sao đập được? Em đâu có ngu lợi đó, em đứng xa vậy anh đập được không? Anh em mình nói chuyện chút ha, được không? Nói chuyện cho đỡ buồn anh. Anh có khát nước không? Thì sao? Anh nói vậy hả? Kìa có con cháu à, anh vô thăm anh nữa kìa. Sao anh Trinh? Anh Trinh làm gì ghê vậy anh Trinh? Em dám vô với anh Trinh không? Ớn không? Cái này thấy gì ớn không? Sợ chưa? Sợ không? Sợ ớn gì mới nói bà. Em dám đem nước vô cho anh Trinh đúng không? Đem thuốc à, không đem thuốc vô trong hút đem nước chết ơi. Em mua cho anh có thuốc anh hút anh Trinh. Cậu tạo sao anh hung quá vậy anh Trinh? À, rồi à, em này nói à, anh bị xiềng xích rồi sao anh đập được anh Trinh? Anh Trinh Trinh đâu? Anh Trinh Cường, anh hớt tóc không? Em cứ thợ vô hớt tóc anh nha. À, anh Chính nóng rồi, anh Chính là nóng rồi. Thôi thì ở đây để mình vô mình thăm anh Chính Cường tiếp một chút nha quý vị khán giả. Tại vì quý vị khán giả cũng thông cảm cho em nha. Tại vì mình phải hỏi ra này kia để nói chuyện với anh Chính Cường thử coi anh có mong mấy không mà anh làm ghê quá quý vị khán giả. Giờ mà ghê nhưng mình cũng vô mình hỏi thử coi ảnh mấy bữa nay ảnh có phải không, mấy bữa nay trời cũng gắt mát mà sao mà ảnh cũng làm dữ quá quý vị khán giả. Mày có không? Dạ mày có không? Em hỏi thăm anh thôi chứ em làm kệ. Thằng cháu anh vô thăm anh kìa. Mày có đập cái gì vậy? Sao không? Sao mày sao? Đủ má mày. Trời ơi, chạy ông ơi, chạy ông chơi thiệt, thôi thôi vô đi. Thôi về. Lấy nước đá trời. Anh chọi nước đá là hầu hết anh uống đó. Thôi mà về quý vị khán giả ơi. Thôi đem em trai đi vô đi. Ông lấy nước đá ông chọi luôn tờ. Chọi đá lạnh lụ đầu đó chứ không phải giỡn đâu. Quá ớn rồi quý vị khán giả. Thôi về quý vị khán giả thì video này tới đây cũng kết thúc ha. Thì anh Chích Cường dữ quá quý vị khán giả. Bây giờ không nên mà tiếp xúc gần với anh quý vị khán giả. Ở trong đó có nước đá mà anh để nuống anh lấy anh chọi luôn quý vị khán giả. Tại cục đá thì nó cũng to ha, một khi trúng cái đầu cái là xịt trao liền quý vị khán giả. Thôi đi vô đi anh, vô đi để ông chọi trúng em đó. Vô đi, thôi nghỉ đi. Để em cho anh hỏi ha, thì là em sao với chú Chính Cường này? Dòng họ phải không? Rồi em lúc nãy anh ngồi kế bên đó, anh nghe em kể gì về chú Chính Cường sau em kể rồi. Rồi cái nhà kế bên đó là sao? Là đốt nhà. Ông đốt nhà hả? Đốt nhà cháy luôn á. Còn cái chạy mà. Có cái đó. Cái nhà kế bên ông đốt luôn hả? Đốt luôn, còn cái khuôn đó. Khuôn nhỏ xíu đó. Lúc đó là chú Chính Cường là ở trong cái nhà này đúng không? Em cái nhà này. Ở ngoài xã hè đó. Là mấy năm gì trước rồi phải không? Mấy năm gì trước. Rồi cái ổng lên cơn cái ổng đốt nhà luôn. Đốt nhà rồi đốt mền chiếu rồi đốt mùng nữa. Rồi tủ quẹt cũng đốt hết trơn luôn. Rồi nghe nói chuyến đó ổng gượt ai nữa mà ổng gượt ai nữa sao? Dạ ổng. Gượt ổng làm gì? Gượt rồi chém dạ ổng á. Trời ơi.
Rồi lúc lúc đó là lúc mà xích ổng lợn chưa, mà đó, chưa xích ổng, chưa xích phải không? Mà cái lúc mà đốt nhà này kia em thấy không? Thấy, hai người thấy luôn. Mà em có thấy không? Thấy luôn. Em thấy luôn. Rồi mà cái lúc mà xúm lợn mà xích chính cường lợn em có thấy không? Không có, anh em à, là thấy phải không? Mà em nghe kể là lúc mà xích lợn là xích bao nhiêu người? 5-6 người đó. 5-6 người hả? Ờ, cũng dữ ha. 5-6 người luôn. Dạ, nãy mới nói đó. À. À, hai người kè, xích không được nữa. 5-6 người kè, xích nấu. Ồ. Anh em, chị em xích ồ, nấu. Ghê thiệt. Cái nhà đó nó một lần ở nhà lớn nó cặp bên đó. Dạ. Rồi sau khi nó nổ cơn nó khùng lên nó đốt cái nhà lớn hết. Dạ. Cái đó là cái nhà bếp, cái nhà sàn nước. Ờ, à, cái anh chó nở bây giờ là cái sàn nước hồi xưa. Ờ. À. Rồi chiến chiến đó đó là mà ảnh đốt nhà nó rồi nó cháy dữ không anh? Cháy dữ là chữa mấy lần, đốt mấy lần ăn. Đốt mấy lần lận. Ờ. Mấy cháy hết mới sập xuống vậy đó. Dạ. Rồi lúc mà xích ảnh là bao nhiêu người xích anh? 5-6 người. Ồ, một đấy, không? Nó dạy dùa, nó không cho đó. Ồ. Thành ra bắt buộc 5-6 người mới xích được. Ừ, ổng không cho, ổng nói sao? Thì ổng nói làm gì trói nó. Ồ. Dạ, còn anh là sao với anh Chiến Cường? À, anh. À, anh thứ mấy? Thứ bảy. Thứ bảy hả? Ừ. Ồ, rồi em hỏi gì thôi. Ừ. Cảm ơn anh ha. Tại quý vị khán giả thì cũng có nhiều người á. Em quay cái này á, nói gọi điện cho em. Nói sao người ta bị vậy mà cứ quay hỏi hoài, thì em cũng xin thưa quý vị khán giả cho hiểu cho em, nếu mà anh Chính Cường em không quay thì có ai biết được cái hoàn cảnh của anh vậy đâu, mà có cái hướng mà để tìm cho anh một cái hướng là cho nó khỏe khoắn hơn, quý vị khán giả thông cảm cho em ha, thì em chỉ truyền tải cho quý vị khán giả được thấy thôi ha. Nữa cảm ơn anh nhiều nha. Dạ, cho anh làm gì làm này. Rồi cảm ơn.